Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người tìm hiểu mẫu laptop mỏng nhẹ với một số tính năng nổi trội. Mẫu laptop này thì rất phù hợp cho các bạn gái. Nếu anh em nào mà có tìm quà Giáng sinh cho bạn gái ấy, thì đây cũng sẽ là một lựa chọn hợp lý. Nào, cùng mình tìm hiểu sản phẩm nhé. Đi vào thiết kế của chiếc máy này thì ngay đầu tiên mình sẽ thấy là một chiếc máy này sẽ có build máy rất là chắc chắn. Gần như là full kim loại, khung máy này, rồi viền máy này, rồi logo Swift thì đã rất là quen thuộc với nhiều chiếc máy Swift trước đây. Logo Swift hiện lên đây rất là sáng và các gia công rất là tỉ mỉ. Vỏ máy thì được làm từ hợp kim magie và nhôm để cho mình được trọng lượng rất là nhẹ, chỉ rơi vào 1,19 cân. Và đặc biệt mình rất thích chiếc vỏ này là nó không hề bám vân tay, kể cả mình có chạm đi chạm lại rất nhiều lần nhưng mà không hề thấy dấu vân tay, mình rất là thích. Với nhiều người là ít vệ sinh thì điều này là điểm cộng. Thứ hai thì chúng ta sẽ thấy các cổng kết nối của nó, mặc dù máy rất là mỏng nhưng mà cổng kết nối cũng khá là đầy đủ. Chúng ta sẽ có một cổng sạc, cổng HDMI, hai cổng USB, và điều nổi trội nhất của chiếc máy này sẽ là cổng Thunderbolt 3. Nói về cổng Thunderbolt 3 thì trên một chiếc laptop văn phòng như thế này nó sẽ giúp chúng ta điều gì là nhiều nhất? Theo mình thì mỗi khi mà ra ngoài ấy, chúng ta quên cầm theo sạc ấy, thì cổng Thunderbolt 3 này là một điểm rất là sáng. Chúng ta có thể sạc qua cổng Thunderbolt này được và có tốc độ sạc còn nhanh hơn cả cổng sạc bình thường. Ngoài ra thì các bạn có thể truyền tải dữ liệu rất là tốt, nhanh hơn cả cổng USB 3.0. Chúng ta đi sâu một chút về phần bàn phím. Thì nếu với một người lại chỉ làm việc văn phòng bình thường như mình ấy, thì cái bàn phím này cũng đã đáp ứng được nhu cầu của mình. Nhưng mà với một số người khó tính hơn một chút thì mình nghĩ là hành trình phím này sẽ hơi nông. Điểm cộng là nó sẽ có đèn nền bàn phím. Màn hình của chiếc máy này thì full viền và cho mình là một màn hình Full HD có tấm nền IPS cho chúng ta góc nhìn mở rộng hơn. Chất lượng hình ảnh cũng mịn hơn, đẹp hơn. Và độ sáng màn hình lên tới 300 nits. Một độ sáng mà khó chiếc laptop nào trong tầm giá như vậy mà có được. Về cấu hình máy thì chiếc máy này được trang bị một con chip là i5-1035G1 và 8GB 512SD. Với một người làm công việc văn phòng nhẹ nhàng như mình thì cấu hình này là quá là đủ, có thể là dùng đến 3-4 năm mà không phải nâng cấp gì. Nhưng mà ngoài ra thì con chip này, chiếc máy này sẽ được bạn có thể nâng cấp được thêm ổ cứng của nó. Mặc dù là không có khe chờ thêm nhưng mà bạn có thể thay 512GB lên 1TB SSD PCIe đều nó sẽ nhận. Link của sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Nếu các bạn có thắc mắc gì về sản phẩm hãy comment bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.